Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây mời các bạn tiếp tục đến với phần cập nhật tin tức trong bản tin chiều ngày hôm nay, 25 tháng 7. Quý vị và các bạn thân mến, chạm trán chủ nhà New Zealand ở lượt thứ hai của bảng A, tuyển nữ Philippines đã làm nên bất ngờ khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Bowden. Đây là thắng lợi mang tính lịch sử và là cột mốc đáng nhớ của đại diện Đông Nam Á trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Và ngay lập tức thì đội tuyển nữ Philippines đã nhận được vô vàn lời tán dương từ cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á. Bất ngờ là có một cổ động viên đến từ Thái Lan đã đưa ra nhận định: chúc mừng tuyển nữ Philippines đã tạo ra cú sốc, nhưng đội hình của họ toàn cầu thủ nhập tịch. Thử hỏi là liệu họ có biết hát quốc ca của Philippines hay không? Sarina Bowden là gương mặt đặc biệt của tuyển nữ Philippines khi là cầu thủ nhập tịch gốc Mỹ. Thậm chí tiền đạo sinh năm 1996 đã từng có thời gian ăn tập tại đội tuyển nữ U23 của Mỹ năm 2017. Sarina Bowden sinh ngày 30 tháng 6 năm 1996 tại Santa Clara, California của Mỹ. Tài năng của chân sút này được phát hiện từ đội bóng trường trung học Mipitas trước khi được tuyển vào câu lạc bộ Mercury Black tham dự các giải bóng đá bán chuyên ở xứ sở cờ hoa. Dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp của Sarina Bowden là khi cô ký hợp đồng với San Francisco bắt đầu thi đấu ở giải vô địch quốc gia nữ của Mỹ năm 2021. Trước đó, tiền đạo 27 tuổi này chơi bóng ở Thụy Điển và Đài Loan. Sarina Bowden được nhập tịch và bắt đầu khoác áo đội tuyển nữ Philippines từ năm 2018, sau khi Liên đoàn bóng đá của nước này đẩy mạnh chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch và gốc gác ở nước ngoài. Tính cả bàn thắng vào lưới New Zealand tại World Cup nữ 2023, Sarina Bowden đang có cho mình 22 pha lập công sau 37 lần ra sân cho đội tuyển nữ Philippines. Đáng chú ý, cô đã có 3 lần chọc thủng lưới tuyển nữ Việt Nam ở những lần chạm trán trước đây. Năm 2022 thì Bowden ghi cú đúp vào lưới tuyển nữ Việt Nam giúp cho nữ Philippines thắng đậm 4-0 ở bán kết AFF Cup nữ 2022. Mới đây thì chân sút gốc Mỹ này cũng ghi bàn trên chấm penalty trong trận thắng đội tuyển nữ Việt Nam 2-1 tại vòng bảng SEA Games 32. Với Sarina Bowden cùng nhiều cầu thủ nhập tịch có gốc gác ở nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ, đội tuyển Philippines hứa hẹn là có thêm những kết quả tốt tại World Cup nữ 2023. Quay trở lại với phản ứng của cổ động viên Đông Nam Á, như đã nói ở trên, thì một tài khoản có tên là Mark Royes bình luận: hai cột mốc lịch sử mà Philippines đã tạo ra đó là bàn thắng đầu tiên và chiến thắng đầu tiên ở một vòng chung kết World Cup nữ. Đông Nam Á tại World Cup nữ 2023 có hai đại diện là Việt Nam và Philippines đều có lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn nhất thế giới. Chính vì mà khi Philippines có được chiến thắng thì Việt Nam cũng được nhắc tên. Một tài khoản có tên là Park Ren bình luận: cùng hướng về Việt Nam, xin chúc mừng Philippines với thắng lợi này. Trong khi đó, tài khoản có tên là Nasrun khẳng định là Philippines xứng đáng là đội mạnh nhất ở Đông Nam Á vào lúc này. Quá tuyệt vời, chúc mừng Philippines, các bạn xứng đáng là nữ hoàng của khu vực ASEAN, gửi lời chúc đến từ đất nước Indonesia. Tài khoản có tên là Zikatan đến từ Singapore thì cũng dùng nhiều mỹ từ để ủng hộ Philippines. Làm tốt lắm Philippines, đó là sức mạnh của khu vực ASEAN. Hãy tiếp tục trở thành niềm tự hào của khu vực và cổ động viên Đông Nam Á, luôn ở đằng sau cổ vũ hết mình. Tài khoản có tên là Leonin sau khi ca ngợi chiến thắng của Philippines thì cũng gửi lời chúc đến nữ Việt Nam. Xin chúc mừng tuyển Philippines và chúc may mắn đến Việt Nam. Mong hai đội là sẽ có thêm nhiều năng lượng để thi đấu, đoàn kết trở thành một khối ASEAN thống nhất. Các bạn thân mến, như vậy là Philippines đã trở thành đội đầu tiên trong số 8 đội có lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup nữ giành được chiến thắng. Ngày 27 tháng 7 tới đây thì tuyển nữ Việt Nam sẽ có cuộc đọ sức ở lượt thứ hai tại bảng E gặp Bồ Đào Nha. Đây cũng được đánh giá là cơ hội tốt nhất để cho thầy trò ông Mai Đức Chung có được thắng lợi hoặc là điểm số đầu tiên của mình. Ngược lại với sự hân hoan của tuyển Philippines thì cầu thủ New Zealand đã tỏ rõ sự thất vọng sau khi để thua đối thủ ở lượt thứ hai của vòng bảng World Cup nữ 2023. Cụ thể, Kate Bowen, cầu thủ của nữ New Zealand lên tiếng: chiếm phần lớn quyền kiểm soát nhưng không đủ sự chính xác. Cuối cùng, họ đã khát khao hơn chúng tôi. Trong hiệp 1, đội tuyển Philippines thực sự bắt nạt được chúng tôi. Còn hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhưng trận đấu ngày hôm nay không phải là của chúng tôi. Diễn biến trận đấu cho thấy là tuyển nữ Philippines đã tạo ra địa chấn khi đánh bại chủ nhà New Zealand và bàn thắng duy nhất được ghi do công của Sarina Bowden. Còn hiệp 1 thì tuyển nữ Philippines đã chơi tự tin dù bị đánh giá thấp hơn. Sau khi có bàn thắng thì họ chủ động lùi quân số về nửa sân để phòng ngự bảo toàn tỷ số. Trong khi đó thì về phía đối thủ rất nỗ lực trong phần còn lại của trận đấu.
Họ chọc thủng lưới của Philippines ở phút 68 với bàn thắng của Jackie Han. Tuy nhiên thì sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Bowen cho biết là toàn đội đang rất thất vọng bởi trước đó các cầu thủ đều phấn khích khi đánh bại Na Uy ở trận ra quân. Tuy nhiên thì cô cũng động viên toàn đội: "Chúng tôi cần phải giành 3 điểm ở trận tiếp theo." Như vậy là đội tuyển New Zealand có 3 điểm sau 2 lượt trận và họ vẫn còn cơ hội giành quyền đi tiếp. Để làm được điều đó, Bowen và đồng đội cần phải có kết quả tốt trước Thụy Sĩ ở lượt cuối. Trong khi đó thì 3 điểm giúp cho Philippines có chiến thắng đầu tiên tại đấu trường World Cup. Đại diện Đông Nam Á cũng có cơ hội vượt qua vòng đấu bảng. Báo Mỹ nhận xét đầy bất ngờ về tuyển nữ Việt Nam. Các bạn thân mến, hãng truyền thông Pro Soccer Wire của Mỹ mới đây vừa đăng tải bài viết khá dài đánh giá lại màn trình diễn của đội nhà trong trận gặp nữ Việt Nam ở lượt ra quân ở bảng E vòng chung kết World Cup. Không chỉ phân tích về chiến thuật, về lối chơi hay là các nhân tố bên phía tuyển Mỹ, Pro Soccer Wire còn dành nhiều lời khen ngợi cho tuyển nữ Việt Nam. Hãng truyền thông này đánh giá cao nền tảng thể lực và cách tổ chức phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam. Cụ thể, bài báo viết: "Chiến thắng 3-0 trước tuyển nữ Việt Nam không hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên thì phải thừa nhận rằng Việt Nam là đội có thể lực và có tổ chức tốt. Họ cũng là đội gây nhiều khó khăn cho tuyển Đức trong trận giao hữu trước thềm World Cup. Tuyển nữ Việt Nam chọn chiến thuật phòng ngự để đối phó với đội tuyển nữ Mỹ mạnh hơn hẳn. Đó là lựa chọn hợp lý. Với thể lực và cách tổ chức phòng thủ chặt chẽ, các cầu thủ Việt Nam đã gây ra rất nhiều khó khăn và chỉ chịu thua sau các pha tấn công quyết liệt của đội tuyển Mỹ." Tờ báo của nước Mỹ cũng đánh giá rằng là tuyển nữ Việt Nam có thể thay đổi linh hoạt giữa hai sơ đồ chiến thuật khác nhau. Với cách đá phòng ngự của Việt Nam thì các cầu thủ của Mỹ cần phải sắc bén và có tốc độ. Một pha xử lý chậm chạp hoặc một pha xử lý bước một không tốt đều là cơ hội để cho các nữ chiến binh sao vàng cố thủ trong thế trận phòng ngự của mình. Với hệ thống chiến thuật của Việt Nam thì họ có một sự kết hợp linh hoạt giữa sơ đồ 5-4-1 và 5-3-2. Họ có thể chuyển đổi giữa hai cách tiếp cận này. Ở trận này, Demelo đã rất vất vả trước hàng phòng ngự của Việt Nam. Cô ấy thường xuyên bị vấp ngã hoặc là bị cản phá bởi các hậu vệ của Việt Nam. Những cú cản phá đó hoàn toàn không xấu mà nó truyền tải thông điệp rằng đây không phải một cuộc dạo chơi trong công viên của các cầu thủ Mỹ. Trước đó thì cũng chính huấn luyện viên Mỹ cũng đưa ra nhận định khen ngợi khả năng phòng ngự của Việt Nam. "Chúng tôi đã nghĩ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự và tôi không ngạc nhiên vì điều đó. Song ngay cả khi lường trước được như vậy thì các cầu thủ Mỹ vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước một Việt Nam được tổ chức phòng ngự là rất tốt." Trong khi đó, vài ngày trước thì một phương tiện truyền thông khác của Mỹ là Fox Sports cho rằng không quá bất ngờ nếu lượt tiếp theo đội tuyển nữ Việt Nam giành điểm, thậm chí đánh bại Bồ Đào Nha. Bài học thu về sau màn trình diễn với tuyển Mỹ, tuyển Việt Nam sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để chống lại Bồ Đào Nha và với thêm một ngày nghỉ ngơi, đừng ngạc nhiên nếu họ giành được một điểm hoặc thậm chí là có thể 3 điểm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.